mọi người, mình đã quay trở lại với kênh của Hải. Thì tối ngày hôm nay Hải đã có mặt tại con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh. Hôm nay mời tất cả mọi người mình cùng đi dạo đêm tại con đường Xô Viết Nghệ Tĩnh này. Sau đấy mình về đến quận 3 nhá. Thì với tất cả mọi người mình cùng đồng hành cùng với Hải. Thì hôm nay thì mọi người thấy không? Gần 9 giờ rồi đấy ạ. Mà lượng người lưu thông cũng như là người đi ra ngoài đường khá là nhộn nhịp tại khu vực này. Thì bây giờ mình cùng đi và nhìn về ngắm Sài Gòn về đêm nhé. Đây, các cửa tiệm này, khu vực này thì về đêm này đang mở cửa cũng khá là muộn, không giống như ở bên trên các cái quận 3 đấy mọi người. Quận 3 thì giờ này là các cái cửa hàng đóng cửa gần hết rồi, công ty thì giờ này người ta về á, nên là không được nhộn nhịp như thế này. Lâu lâu thì phải xuống đây chơi, quay cho mọi người xem một xíu đấy. Mọi người nhìn thấy là cái quán ốc đêm này có khách đang bán. Ui, đi đây cay quá, rất là nhiều món ấy. Đây là phù hợp cho mình nhậu luôn đấy. À, khu này đang xáo ớt và cay dữ đấy. Còn phía bên trên này thì các anh Grab đang chờ để đón khách này. Mà thấy là khu chợ, nếu mà muốn ăn đêm thì chỉ có xuống phía bên dưới này á, khá là nhiều đồ ăn đêm tại đây, cũng như là đồ nhậu khu vực này rất là nhiều nha. Bên này là trường học á, nên cũng ít nhà dân hơn. Còn phía em bên kia mọi người thấy không? Nhà dân mở rất là nhiều, cửa hàng mở cửa khá là muộn. Đây không hiểu sao mà rất là nhiều rác ở khu vực này. Đấy, rác đấy ngay cái trụ cây đèn xanh đèn đỏ vậy. Không hiểu. Đấy, những cái trụ đèn này là giống như kiểu mà người ta đầy rác á, rất là nhiều nha. Đây có một chú đang ngồi xe lăn này, chắc để bán vé số. Trong này thì đỡ ít người vô gia cư hơn, cũng như là người lang thang. Thì nhiều bạn thì bạn báo là nhiều người lang thang á, bây giờ mình nếu mà quay đúng người lang thang mà quay tầm khoảng 10 giờ đấy, 10 đến 12 giờ đêm á, thì lúc đấy mới có nhiều người lang thang. Còn nhiều bạn góp ý là quay tầm khoảng 8 9 giờ toàn là những người mà người ta có nhà cửa không à, ra đấy bắt đầu cũng ngồi đấy rồi đi ăn xin nữa. Với cầu Thị Nghè nhá. Thị Nghè thì bên này thì đang có mấy bạn là câu cá cái bên này. Về cái khuya thì Hải cũng thấy có một số cô đứng ở trên cầu này, nếu mà về tầm khoảng 11, 12 giờ đêm á, lâu lâu mình đi về và thấy có. Nhưng mà
Và bên này là thám công viên, chỗ này thì đóng cửa thôi. Đấy, về đến khu này thì thấy nó nhộn nhịp hoàn toàn đấy. Mình chạy đây xong đấy mình về đến nhà thờ Đức Bà rồi, Hải cũng xin phép được dừng video cho mọi người. Hãy tranh thủ đêm có một chút thời gian quay gửi tới quý vị các bạn mình cùng xem. Chứ ban ngày dạo này Hải cũng hơi bận một xíu á, nên cũng không có thời gian quay cho mọi người nhiều. Đấy, lâu lâu lại có ông nào đi xe ngược chiều giật hết cho mình. Ngay ngã tư này này có một cái căn nhà cực kỳ lớn, ngày trước là có Thế Giới Di Động cho thuê á, bây giờ đang ở đấy trống rồi. Cực kỳ lớn luôn, thì có vẻ là bóc hết cái biển cho thuê rồi, chắc là có người thuê rồi này, mặt tiền cực kỳ rộng luôn. Về phía trước có mọi người là con đường cắt nhau giữa con đường Nguyễn Thị Minh Khai giao nhau với đường Lý Tiên Hoàng, cũng như là từ phía bên trái về phía bên sang phía bên phải là cầu Thủ Thiêm 2 nha, về đến hướng quận 1. Đây, còn 20 giây nữa mình đứng đây mình chờ một xíu, sau đấy mình cũng tiếp tục đi. Cái này đi lố quá rồi á, đi qua luôn chỗ nhà thờ. Bây giờ Hải sẽ chạy qua Hồ Con Rùa bù lại chỗ nhà thờ cho mọi người nhé, quên mất đi kia rồi. Mình về một con đường Trần Cao Vân, sau đấy ra đến Hồ Vân Rùa. Quên đi lố mất không nghe, mình đi một xíu nó là xả ra đến nhà thứ ba rồi.
Và để Hải chạy một vòng thì mình đi ra Hồ Con Rùa, sau đấy mình ra nhà thờ Đức Bà cũng được, nó đang còn khá là rảnh. Ở ngày hôm nay thì thấy có lực lượng công an này đứng dẹp hết hàng rong quanh Hồ Con Rùa ấy mọi người này. Đấy, đứng hốt này. Nên là không thấy bán phía bên trong này nữa rồi. Đứng sang hai bên rồi. Đấy, nhìn khu vực này thì bây giờ thuận tiện cho việc lưu thông rất là nhiều. Hôm trước là đứng sát bên này á, đi xe nó khá là khó. Đợt trước là Hải có nghe là cho bán đấy, nhưng mà theo bán theo quy định nhé, chỗ nào là cho bán và chỗ nào là không cho bán, nên người dân họ vẫn cứ cố tình là lấn chiếm ở phía bên trong này gây ảnh hưởng, nên hôm nay lực lượng công an họ ra phải đi dẹp rồi. Đây mình ra đến bên nhà thờ Đức Bà và địa điểm nổi bật tại nhà thờ Đức Bà đấy, cà phê bệt. Rất là đông. Cái này hai đi thì ít lắm, bây giờ thì thấy có vẻ là đông hơn lúc cái này đi rồi đấy. Bây giờ đi xe máy gần một tiếng, đau hết cả lưng rồi. Đấy mọi người, đông không? Đông giá man luôn đó. Đi xe này tại đây. Đấy, nhưng bà bán rong đứng phải khách vậy. Hai bên luôn mọi người, bên này cũng vậy. Thế đó, Hải cũng xin phép được dừng video ở đây nhá. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi đến cuối video. Thì mọi người yêu quý Hải có thể cho Hải xin một like và đăng ký ấn chuông thông báo để cập nhật thêm video mới của kênh nha. Chúc tất cả mọi người có một buổi tối đầm ấm hạnh phúc bên gia đình.